Chào mọi người ha. Trưa hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Toshiba Dynabook U63 nha mọi người. Cái vỏ ở ngoài khá là đẹp luôn. Đây là cái màu mà dạng như cái màu xanh đó mọi người. Và cái vỏ là đẹp nè mọi người nè, đẹp không có vết chày xước gì luôn. Nó dạng như màu xanh và xanh ngọc, xanh sơ sơ. Xanh cũng phải xanh ngọc nữa, nó hơi xanh xanh đó mọi người chứ không phải màu đen ha. HDMI nè, hai ngõ kết nối. Ngõ Type-C để sạc đó mọi người, rồi hai ngõ luôn. Bên này là có USB tai nghe ha, mỏng nhẹ, nhẹ chỉ có 1.1 kg thôi mà hả, màn hình 13.3 inch, đây là siêu mỏng siêu nhẹ. Ở bên trong nó còn thích hơn nữa mọi người, có cảm biến khuôn mặt nhận diện rồi tùm lum hết tới 4 camera luôn, và màn hình, đặc biệt màn hình là siêu chống chói, siêu đẹp ha. Màn hình của nó là màn hình full HD, có màu sắc tươi rói luôn mọi người, có màu sắc là cực kỳ đẹp. Độ phân giải màn hình là Full HD nè, mình mở cái đó, độ sáng lên nữa mọi người, sáng chân luôn, 920x1080. Dòng chuẩn nội địa Nhật đó là hả, có độ sáng màn hình nó rất là cao và nhìn nó rất là mịn đẹp nha mọi người. Mình giới thiệu về máy, nó là Toshiba Dynabook U63DN ha, và dòng này là dòng thế hệ 8. Thế hệ 8 này là nó sản xuất tháng 7/2019 đó mọi người. 8 CPU 1.9 nè. RAM 16GB và SSD là 256. SSD này thì mọi người sau này mọi người muốn nâng cấp thì mình nâng cấp thôi mọi người. Đây là 26 à, nâng cấp 512 hay 1T gì đó là tùy mình thôi. Cái mẫu máy mà vừa mỏng, vừa nhẹ, vừa đẹp, vừa full chức năng thì rất là ok luôn á mọi người. Đây. Công bố tháng 7/2019 ha, đây là cái dòng mà thế hệ thứ 8 đó, của dòng Dynabook mà xuất xưởng rất là cao. Phím thì đây ha, nay mưa to quá mọi người. i5 Gen 8 nè, cái màu là cái màu xanh xanh đó nha mọi người. Rất là đẹp, nó nhẹ lắm. Phím thì cũng tương đối đẹp, chỉ có bóng vài ký tự, một vài ký tự nhưng mà nó không có bị mất chữ á. Nên là cũng ok, phím này thì tương đối đẹp chứ bình thường là dòng chuẩn nội địa là dân người ta, nhân Nhật người ta sử dụng nhiều. Cho nên nó là nó hay bóng nhiều lắm, con này là ít bóng đó mọi người, như vậy là cũng đẹp á ha. Rồi đây. Góc cạnh là khá là đẹp, không có lỗi làm gì hết. Và pin siêu trâu luôn nha. Pin này á hả, nó phải tầm 4 giờ, phải tầm đó đó mọi người. Rất là ok, không có chai xíu nào luôn. Máy là zin đét và mình báo giá mọi người ha, cho con 2018. Cho con thế hệ 8, sản xuất tháng 7/2019, giá cực kỳ tốt, giá chỉ có 5,5 triệu. Ai chốt thì inbox mình ha. Thường thường về là ít có khi nào mà vỏ nó đẹp kinh khủng như vậy lắm á mọi người. Đây nè, vỏ rất là đẹp, chỉ có chày tí chỗ này thôi. Chày là gọi là chày cái sơn thôi. Đó, chày cái sơn thôi chứ cái này là cái bằng kim loại mà hơi mòn xíu thôi, vậy thôi đó. Còn lại là ok ha. Cảm ơn mọi người nhiều. 5,5 triệu nha mọi người. Máy kèm sạc zin.